Chuyện thứ hai Những người đàn bà Trích trong cuốn sách Âm vọng từ miền đất khổ của tác giả nhà văn Phan Nhật Nam. Nơi trại năm Lam Sơn thanh hóa Rồi anh bưng mặt khóc òa em ơi Bùi gián Chương một Người đàn ông cầm càng chiếc xe cải tiến trông trẻ hơn hai người đẩy xe Do có đầu tóc dày sợi dài nhỏ uốn úp vào gáy còn nguyên màu xanh đen và thân thể vẫn giữ được dáng vẻ rắn chắc của tuổi thanh niên dẫu nét mặt hư hao áo quần nhầu nát cũ kỹ cũng bởi anh quá tương phản so với hai người đẩy xe mà ngoại hình áo quần rách rưới thảm hại bày ra lộ liễu hơn người thứ nhất với chiếc cổ cao gầy nhô lên từ tấm áo lính bốn túi của quân đội miền nam mà nay chỉ còn được nhận kiểu mẫu cũ. Bởi phần vải của những chiếc túi đã được lấy đi, được đắp lên đềm hai vai, nổi gồ như hai khối u. Và chiếc áo thì vá đục loang lỗ bởi nhiều thứ loại khác nhau, gồm những miếng vải nhựa ni lông màu vàng, xanh. Nơi vị trí hai chiếc túi dưới thì được thay thế bởi hai túi vải bao cát. Bao đựng cát xây hầm chống pháo kích của dân cư quân đội miền Nam trước 1975, chịu nặng xuống như chiếc bị cói nhầu nát. Người thứ hai mặc chiếc áo khoác màu xanh nhạt, loại măng tô của những người nhàn du sang trọng thường dùng nơi xứ mưa lạnh du lịch Đà Lạt. Nhưng nay chiếc áo khoác thanh lịch trước kia đã được cắt ngắn. Phần vải bị cắt xén biến chế nên thành chiếc nón vải che kín đầu và hai tay như chiếc mũ ni của tăng sĩ cao cấp Phật giáo. Trước đây, người này là một giáo sư pháp ngữ nổi tiếng của học giới miền Nam và từng giữ chức vụ đại diện chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tại cơ quan văn hóa quốc tế UNESCO. Cũng nên nói rõ thêm người đẩy xe thứ nhất. Ông vốn là một sĩ quan cấp tá chuyên môn cao cấp của binh chủng truyền tin từ thập niên 60 một trong những người đầu tiên tốt nghiệp ngành truyền tin điện tử quân đội tại Mỹ, cũng của miền Nam hoặc chung cả nước. Nhưng số đông người biết đến ông qua tước vị, danh thủ bóng bàn miền Nam, đoạt giải vô địch huy chương bạc trước những đấu thủ lừng lẫy thế giới ở lần tranh tài tro mệt châu Âu, đưa Việt Nam đứng hạng ba toàn cầu về môn bóng bàn. Chỉ một lần, lần độc nhất của lịch sử thể thao đất nước, Việt Nam đã đứng vào hàng thượng thẳng quốc tế mãi đến hôm nay gần nửa thế kỷ sau. Nay ông được chỉ định nhiệm vụ giúp vị giáo sư kia hoàn thành công tác lao động vinh quang, đẩy xe cải tiến, xe nguyên thủy do bò kéo, nay cải tiến gọn nhẹ để con người kéo thay con vật. Ba người đi ngang qua khu hầm đá vôi, có dạng con người đang gào cuồng trong đó không ai bảo ai, cả ba đồng liếc vào, xong nhìn xuống đất im lặng. Họ cảm thấy có tội bởi cách nín lặng bất lực của bản thân. Trước đây, không ai biết người bị giam riêng trong hầm nung đá vôi tên gì là ai. Năm 1978, từ những trại giam phía bắc vùng Hoàng Liên Sơn chuyển xuống miệt Trung Du, đồng bằng sông Hồng, sông Mã. Những người tù miền Nam khi đến trại năm Lam Sơn Thanh Hóa này đã thấy người tù kia trong hầm nung đá vôi. Loại đá kết nên tầng nền móng vùng núi đá Ninh Bình, Thanh Hóa. Địa phương có hệ thống trại giam đã một thời nổi tiếng. Trại Đầm Đùn thuộc hệ thống trại Lý Bá Sơ. Thành danh địa ngục trần gian từ những năm chiến tranh Pháp Việt. 1946, 1954 công an trại này đã từng có lời đá chúng ông còn nung ra vôi bọn ngụy chúng mày xem thử cứng được bao nhiêu người bị đưa vào hầm nung vôi kia đã bị đưa thẳng từ miền nam ra trại này ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau này, Ban giám thị trại năm thông báo chính thức trong một buổi học tập. Đấy là tên giám đốc nhà giam Chí Hòa, thằng ngụy cực kỳ gian ác tay đẫm máu đàn áp nhân dân và chiến sĩ cách mạng. Nhưng nay, nhà nước cách mạng do chính sách khoan hồng nhân đạo, nặng nề giáo dục hơn trừng trị, nên không giết bỏ mà cho vào hầm đá vôi để có điều kiện học tập cải tạo tốt. Lý lịch tên Ngụy được xác định vào buổi học tập khoảng cuối năm 1979, khi người tù miền Nam trong hầm đá vôi đã hoàn toàn hóa điên. Tù nhân đi qua thấy ông ngồi trần truồng trong hầm vôi, đưa mắt đứng trầm nhìn ra ngoài không cảm giác. Ê, ê! Thỉnh thoảng ông gào ghìm những âm tiếng vô nghĩa, tay cào lên thân, lột từng tảng da loang lỗ. Hơi vôi nóng ghim sâu, ngắm vào da thịt, biến người ông thành một đống thịt đỏ, xám bầy nhầy như con tôm lột vỏ, hôm nay bên ngoài trời mùa đông miền bắc xám đục giá rét nhưng bên trong hầm vôi con người trần truồng kia dường như đang bị nung sôi giữa khối hơi bỏng rác cào xé ê ê người cầm càng xe cải tiến lén lút đưa bàn tay ngoắc ngoắc xót thương âm động một xe cải tiến khác tiến tới sau lưng với tiếng gào kêu đe dọa nào nào mấy thằng ngụy đứng lại bà bảo xe thứ hai được kéo và đẩy bởi ba cô gái trẻ sắp tới gần dẫu với chiếc áo tù vải thô màu xám vá đụp và khối tóc khô xe vén ngược cột cao ở đỉnh đầu ba cô gái vẫn còn nguyên vẻ đẹp sắc sảo của tuổi trẻ dáng dấp thanh xuân cả ba đồng đi chân đất cổ chân đầy Màu da trắng nổi lộ bởi ống quần màu đen rách lai tơi tả. Ông giáo sư thân mật, ấm dòng hỏi nhỏ. Phần râu tóc bạc trắng và do số tuổi lớn cho ông cảm giác có khoảng cách an toàn đối với các cô gái mà ông ước chừng độ tuổi con cháu. Chào cô Thái Hòa. Các cô chở sẵn về nhà bếp trại phải không? Cô gái đẩy cánh phải chiếc xe song song cùng chiều với ông giáo sư vừa được gọi tên Thái Hòa tỏ vẻ ngạc nhiên thích thú. Mày biết tên bà ấy à? Ông giáo thoáng ngạc nhiên trước trả lời xưng hô đối đáp, song vẫn giữ thái độ tự nhiên, làm như không để ý. Chúng tôi bên này biết cô, vì hôm liên hoan 2 tháng 9 vừa rồi có xem cô trình diễn với nhạc kịch ở sân khấu trại. Cô dựng nhạc kịch hay lắm, Ông giáo tỏ lời khen ngợi, lấy lòng cô gái, cốt qua câu chuyện. Đấy là nhạc kịch Cánh chim mặt trời, đề án tốt nghiệp phó tiến sĩ biên đạo vũ của bà đấy. Bọn giám hiệu người Bungary ở Đại học Sofia khen bà suốt. Ông giáo sư ngỡ ngàng, bối rối do cách xưng hô, nhưng vẫn cố đẩy đưa. Cô giỏi quá, nếu ở miền nam cô là giáo sư trường quốc gia âm nhạc đó tôi đã dạy ở đấy nên biết quý tài năng hiếm hoi của những người như cô tài cái đéo cô gái đẩy xe bên mé trái tru tréo nó chỉ được tài phập phạch thôi lão già ơi má mẹ mày phó tiến sĩ với chả biên đạo vũ để có được đồng bạc ăn bắt phở là biến ngay vào chỗ đại sứ quán kiếm mấy thằng chuyên gia liên xô để tuột quần nằm ngửa lăn đùng ra mày đủ vải thì có chứ đạo vũ gì bà đây tốt nghiệp ưu hàng nhạc viện moscow mà chúng còn tắm vào đây vì một tội rời ơi do con mụ vợ thằng thủ trưởng đoàn văn công trung ương dựng chuyện đến nỗi bây giờ một con bùi cũng không có Đeo mẹ cái chế độ khốn nạn cô gái vừa chửi vừa dậm chân xuống đất đập tay lên khối sẵn để làm mạnh thêm lời nói trò vui cô gái cầm càng xe cười rủ ơ ờ hay chúng mày điên đấy phẩm cần đòi chúng nó cái gì thì nói mẹ nó ra chứ làm sao phải khai lý lịch biên đạo vũ với lại là tốt nghiệp nhạc viện Cô đi sát gần với người đàn ông kéo xe, giống giả. Này, mày có thuốc lào không? Cho bà một bi. Cô đưa đầu ngón tay trỏ để ước tính độ lớn của bi thuốc lào. Rút kinh nghiệm qua câu chuyện giữa ông giáo sư và cô phó tiến sĩ. Người cầm càng xe đáp gọn. Tôi không có thuốc lào. Và anh chuyển tốc độ như chạy, bức khoảng cách xa xe ba cô gái Bên này cô gái cầm càng xe không chịu nhường. Ê, ê Ngụy, thằng Ngụy, mày có đứng lại không nào? Không thì bảo. Đứng lại. Này, đứng lại nghe bà chửi. Người cầm càng xe cố chạy nhanh, nhưng hai người đẩy xe nài nỉ. Anh Nhân, anh Nhân đi chậm lại xem họ nói cái gì. Nói gì? Chúng nói chửi vào mặt như thế chứ nói gì? Tôi phải nhịn đến đây thì quá sức rồi. Anh vốn là một tiểu đoàn trưởng biệt động quân lần lẫy của vùng đồng bằng sông Cửu Lâm, lên Long, lên lon trung tá mặt trận từ năm 1972. Ông giáo sư rền rỉ, khổ thật, khổ thật. Và như một phán xạ khi nguy khốn, ông cho tay vào túi chiếc áo choàng, nắm chặt chiếc thánh giá bằng gỗ khắc chạm từ ngày vào tù nơi miền Nam cách tự bảo vệ an ủi mỗi khi gặp tình huống ngặt nghèo suốt bao năm nay. Cô gái cầm càng xe thứ hai đã theo kịp chiếc chở lúa của ba người đàn ông. Cô hét lớn qua hơi thở dồn. Tiên sư bố mấy thằng ngụy nha. Bà đây chỉ mỗi tội bán dâm, còn chúng mày là đồ bán nước. Bà chỉ hỏi xin mày tí thuốc lào bằng đầu đũa như thế này này, mà chúng mày bần tiện không cho bà. Cô dưới dứ, dứ ngón tay trỏ vào mặt viên trung tá biệt động. Mày bán nước được khối tiền của Mỹ giả cho mày. Thế mà, thế mà chỉ mỗi bia thuốc lào bà hỏi mày lại không cho. Tiên sư bố chúng mày bọn đàn ông. Thằng bí thư đảng ủy công đoàn bần tiện. Đéo xong cũng chỉ thí cho bà năm hào đủ ăn bát bún riêu. Má mẹ thằng Ngụy đồ bán nước. Tôi không có thuốc lào, thế thôi. Anh trung tá biệt động bỏ con lộ đá rẽ nhanh vào khu nhà kho chứa lúa. Tiền sư bố chúng mày, đồ bán nước. Bà đây chỉ bán dâm. Từ trên đường, cái ông ấm tiếng chửi chen lẫn giọng cười và lời tán thán nồng nhiệt. Chế độ khốn nạn không có đến con bùi. Tiếp lời hát lanh lảnh vút cao với kỹ thuật điêu luyện dần vòng xa. Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng của núi sông và của mai sau. Chương 2 Khu chứa lúa trại năm Lam Sơn vốn là chủng viện công giáo xã Lam Sơn, nơi vị anh hùng lê lợi giấy binh chống quân minh xâm lược thế kỷ 15, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa. Chắc rằng người cai quản giáo sứ vùng Thanh Hóa thế kỷ trước đã có ý hướng muốn lưu giữ nơi địa danh lịch sử này dấu ấn của đức tin, nguồn lực vô hình siêu việt đã gián tiếp thực hiện nhiều lần với lòng yêu nước của người dân đại việt qua bao thế kỷ. Tất cả kết nên biểu hiện về đời sống tinh thần của một dân tộc biết quý trọng nhân nghĩa, bảo vệ giá trị tâm linh. Sau 1954, tất cả di tích cơ sở tôn giáo toàn vùng đồng bị hủy hoại. Thật ra chúng đã bị bóc dở từ sau lần chiến tranh bùng vỡ 19 tháng 12 năm 1946 theo kế hoạch vườn không nhà trống. Dẫu vùng Thanh Hóa đã là an toàn khu suốt giai đoạn 9 năm chiến tranh Việt Pháp 1946-1954. Người cầm quyền cộng sản nại lý do yêu cầu của chiến tranh giành độc lập đã ra tay tàn phá toàn bộ di sản vật chất tinh thần của đời sống sinh hoạt văn hóa làng xã luân lý cổ truyền tôn giáo nói chung và của cộng đồng công giáo nói riêng thánh giá tượng hình chư thánh đúc bê tông cốt thép những cửa gỗ đền thờ kiên cố băng ghế cầu kinh bệ bàn thờ đồng được xung công sử dụng làm nền cột chống tấm che chắn của những công sự chiến đấu trong giai đoạn chiến tranh khi hòa bình tái lập năm 1954, chúng trở thành vật dụng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Thế nên khi đến đây sau 1978, những người tù miền Nam nhận ra những khối tượng vật thể linh thiêng cao quý kia nơi những hầm chứa, ủ phân, kho thấp. Chiếc xe chở lúa do ba người kéo, đẩy, lăn chầm vào một lối đi lót đá tảng giữa hai hàng cây sứ khô cằn, lành lẽo, Trước đây, những dãy nhà dọc theo lối đi là nhà nguyện hoặc nơi trú ngụ của các chúng sinh. Nay chỉ còn trơ lại mái che, lợp ngói âm dương theo kiến trúc xây dựng cổ truyền. Phần lớn đã sụp vỡ và hàng cột ngã nghiêng hư hỏng do những khối đá xanh lót chân cột đã bị này lấy đi. Ông giáo vốn người ngoan đạo, mạnh mẽ đức tin, liên lũy cầu nguyện đưa mắt ưu phiền nhìn lên nóc khu nhà loang lở, sụp vỡ, vá víu. Ông thấy ra dạng hình thánh giá trên nền trời mờ đục. Viên trung tá biệt động rà xe vào sân khu chứa lúa. Có người ngồi rủ trên sân gạch, đầu tóc dài che khuất mặt và phần lưng chiếc áo field jacket màu đất sét vàng nâu của lực lượng cảnh sát giải chiến miền Nam. Bà được, chị được cho chúng tôi nộp lúa. Viên trung tá biệt động tên nhân chủ động lật ngược càng xe, ra vẻ đã quen người, quen việc. Gì? Người ngồi rủ ngẩng mặt lên, vén mái tóc khô xàm quăn queo, rối rắm. Da mặt nhăn nhúng, tia nhìn vô hồn, khô róc. Chúng tôi bên phân trại D, phân trại tù người Nam, đến nộp lúa. Người tên nhân giải thích. Anh điều chỉnh. Chúng tôi đến nộp thấp của đội nông nghiệp bên phân trại D. Bà chị chỉ cho chúng tôi đổ nơi đâu. Thối, bà với chị. Người đàn bà nhét mép chế diễu. Ba người đàn ông đưa mắt nhìn nhau ước định tình thế. Sau cùng, người tinh nhân nhắc lại thêm một lần. Chúng tôi thuộc đội nông nghiệp bên phân trại D đến nộp thấp chị cho biết xuống lúa nơi đâu. Anh nhấn mạnh danh từ chị, tỏ vẻ nghiêm chỉnh. Lại chị nữa, rõ nởm. Người đàn bà cao giọng với cách vui vẻ chứ không tỏ ý phiền trách. Ba người vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa tiếng lời ngắn ngủi từ người đàn bà. Phần do tai nạn vừa xảy ra với ba cô gái trên đường đi nhưng họ cảm thấy có phần tin cậy nơi người đàn bà lớn tuổi này. Ước đoán cùng chung độ tuổi với họ, qua cung cách, âm nói được đánh giá không đến nổi. Người đàn bà chỉ tay vào một góc sân dưới mái che. Đấy, cho xuống nơi ý. Nhưng này, đừng bà hay chị nữa nha. Thì chúng tôi đã ở trại này hơn hai năm rồi. Cũng đến nộp thấp nơi đây mấy mùa Biết chị vài lần. Viên trung tá biệt động thoáng ngần ngừ trước từ chị do lời phóng trước của người đàn bà. Nhưng làm ra vẻ không để ý khi trúc đấm lúa nhánh xuống sân. Rõ khỉ chứa. Đã nói đàn ấy đừng gọi chị gì gì nữa. Người đàn bà trở lại nhắc nhở với giọng thân mật. Thế thì cô ở đây đã bao lâu? Ông giáo sư chen vào với chữ cô khôn ngoan hợp lý. 20 năm rồi đấy. Trời đất! Ba người đàn ông cùng kêu lớn không kìm giữ. Vậy, vậy cô đi tù từ năm nào? Viên trung tá vượt qua ranh giới ngăn cách do tác động bởi nỗi khổ gớm ghê của 20 năm tù. Ôi sao kể làm gì? Năm y năm ý tới 18 tuổi, mà đằng ấy có thuốc lào không cho tớ mấy bi? Nghe đến chữ thuốc lào, cả ba ngần ngại nhìn nhau. Cuối cùng viên thiếu tá, danh thủ bóng bàn quốc tế góp lời. Chúng tôi người Nam không hút thuốc lào. Nhưng nếu mai trở lại đây nộp lúa, chúng tôi sẽ biếu cô mấy điếu thuốc lá. Thuốc thẳng hả? Người đàn bà vụt trở nên mau mắn như thể đã cầm được điếu thuốc. Vâng, chúng tôi sẽ biếu cô mấy điếu thuốc lá làm từ trong nam. Chúng tôi giữ lời. Thuốc thẳng có cán nhé. Hết ý. Em cảm ơn các bác. Người đàn bà như đang đắm chìm trong hoang lạc với khói thuốc lá. Cô trở nên sinh động, tươi tỉnh, đầm thắm. Đời em nó không ra gì các bác ạ. À. Mà... mà việc gì đến nỗi phải 20 năm? Gần hết một đời người. Con gái tôi cũng gần bằng tuổi cô. Ông giáo bùi ngùi thương cảm. Chẳng là... chẳng có sự gì sất. Người đàn bà bắt đầu câu chuyện, giọng tỉnh táo đều đều. Năm ấy, Đỗ Thị Được, 18 tuổi, người dân tộc Mường thuộc huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, đầu nguồn sông Mã được chỉ định vào tổ chăn nuôi của huyện, do khả năng có thể lội xuống ao sâu suốt buổi sáng mùa đông để vớt bèo lên băm cho đàn vịt của hợp tác xã. Cô hai lần được đề nghị bình bầu là chiến sĩ thi đua lao động xuất sắc toàn huyện. Nên đang là đoàn viên thanh niên, cô đã được động viên để trở thành đối tượng kết hợp Đảng. Khi đứng nhận lãnh cuốn sổ tay và tấm khăn hồng do đại diện hội phụ nữ trao tặng, được có mối xúc động gây đỏ như khuôn mặt dày rộng. Cô có cảm giác từng sợi chân tóc ứa đẫm mồ hôi. Dẫu không hiểu lời của chị hội trưởng hội phụ nữ, phấn đấu công tác tốt, huy động mọi phương tiện, tranh thủ mọi điều kiện, tận dụng mọi khả năng, khắc phục mọi khó khăn, để tiến tới một mùa bồi thu trong mặt trận nông nghiệp chăn nuôi yểm trợ tiền tuyến hạt gạo cắn làm đôi nuôi miền nam ruột thịt đang rên xiết dưới gông cùm của bọn mỹ ngụy được cũng như không rõ chiếc khăn hồng và cuốn sổ tay dùng để làm gì bởi cô không có nhu cầu với hai quà tặng kia được không biết chữ cũng không hề lâu mặt với một chiếc khăn nhưng cô nhất quyết trở nên đối tượng kết hợp đảng qua hoàn tất công tác buổi sáng trầm mình xuống ao sâu vất bèo xong ngồi băm đủ cho bầy vịt mấy trăm con vịt là tài sản xã hội chủ nghĩa của nhân dân nhân dân lao động mấy chữ này giúp được loáng thoáng hiểu nhân dân chính là mình nhưng cô có thắc mắc Sao ban quản lý hợp tác xã thỉnh thoảng lại bỏ vịt vào bu đem lên văn phòng ủy ban nhân dân huyện mà bản thân mình không hề được ăn thịt vịt. Cô chỉ có ý nghĩ mơ hồ như thế thôi vì không đủ sức để đặt vấn đề khẩn trương hơn. Cho đến buổi sáng hôm ý, được tiếp tục câu chuyện. Hôm ý rời cũng vào đông như hôm nay. Mãi đến trưa mới từ ao lên, do sớm phải đi đồng kéo thay con trâu của hợp tác vừa ngã chết tối hôm trước vì rét em ngồi băm đến vả mồ hôi mà lũ vịt thì kêu nháo nhào ngoài sân vì đói rồi chẳng hiểu từ đâu thằng ý lù lù đi vào thằng ý là thằng nào anh sĩ quan biệt động hỏi gấp do thấy ra phần mở đầu bi kịch câu chuyện thì thằng chồng em ấy mà nó là thằng chăn vịt. Trên bố trí nó kết hợp với em để thực hiện khẩu hiệu ba đảm đang, ba sẵn sàng, ba xây, ba chống. Bởi nó bị bệnh gì gì từ bé nên hai chân teo lại, cọp vào với nhau. Cái đầu bùi thì nhỏ bằng của thằng bé con. Nó khỏi phải đi bê, ở nhà bố trí vào đội sản xuất với em. Trên bảo như thế nó là đúng tiêu chuẩn của đối tượng kết hợp để khỏi có con gây tiêu cực công cuộc giải phóng miền Nam. Được kể tiếp giọng sôi nổi, chen phần công phẫn như đang bị oan ức. Vừa lết vào thì nó làm như ông rời con, hét tướng lên. Này cái con trai lười lao động kia, sao mày không khẩn trương chấp hành lệnh trên cho vịt ăn cho đúng giờ, đúng chất lượng? Mày mà không chấp hành công tác tốt thì tao nhất trí báo cáo lên trên buộc mày sửa sai để đạt vượt chỉ tiêu như trên đã đề xuất nếu mày cứ tiếp tục công tác tiêu cực như thế này thì tao sẽ đề nghị chi bộ lấy lại khăn hồng và sổ tay của mày tao là ủy viên kế hoạch giữ sổ chấm công của mày cơ mà đến nước này thì em không chịu nổi nữa thế là thế là sẵn con dao trong tay em huy một nhát nó ngã ra chết tốt dòng được dứt khoát mạnh mẽ. Anh ấy chết như thế rồi cô tính sao? Ông giáo sư rúng động. Hỏi rõ thối, thì nó cứ nằm đó mà chết chứ sao? Em còn bao nhiêu việc, vịt thì đang kêu nháo cả lên. Rồi sao nữa? Ông danh thủ bóng bàn nhìn xuống bàn tay của mình và bàn tay người đàn bà. Thì em cứ tiếp tục băm bèo rồi rồi bố nó ở đâu vác xác về thấy thằng ý nằm như thế ấy là lại la toáng lên định bỏ chạy ra cơ quan em phóng theo cho ngay một nhát lão già ngã xuống máu phun ra có vòi đã nói em đang sẵn con dao trong tay mà nó lại cứ hét um lên tưởng làm em sợ em chả sợ cái gì sất rồi sao nữa Ba người đàn ông xem chừng như kiệt lực. Dẫu viên trung tá biệt động vốn dạng dày chiến trận. Được hạ dòng kết luận. Trở vào, thấy bèo vẫn còn thiếu. Sẵn cái chân cong queo của thằng Ý. Thế là em véo vào bông luôn. Cho vịt ăn no, em cấp dao lên cơ quan báo cáo xong công tác và đi tù từ ngày ấy đến nay. Các bác nhớ cho em mấy điếu thuốc nha thuốc thẳng có cán, hết ý. Nhớ lại qua lần tử sinh, nơi Colorado và Tsunami để hiểu sự ác có thật. 26 tháng 12 năm 2004